Ok, đến hẹn lại lên thì chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ Và lời nói đầu tiên thì mình xin nói với tất cả anh em là hãy ủng hộ kênh bằng cách là xem hết những quảng cáo nha anh em Để giúp mình kiếm tiền sôi sáng nha anh em Hai xin chào anh em đã quay trở lại với VIP Momo 27 mi Một trong những trang web uy tín hàng đầu về trò chẳng lẽ Momo Và vì tính theo kết quả của mã dịch trên Momo nên thành ra là xanh chính 100% Tất cả những trò trên này đều là xanh chính và tỷ lệ trả thưởng cực kỳ cao. Anh em có thể truy cập qua VIP 27.mi để mà có thể chơi trò chơi này ha. Cách chơi khá là đơn giản, anh em chỉ cần copy một trong các số trên đây và chuyển tiền. Với nội dung, theo từng nội dung, từng trò chơi, từng nội dung sẽ khác nhau và tỷ lệ trả tiền thưởng cũng sẽ khác nhau. Cách chơi vô cùng đơn giản, anh em chỉ cần truy cập qua bên Momo. Sau đó chúng ta dán số hơn mà đã copy ở trên web. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển khoản với cái nội dung mà chúng ta chơi ở cái trò chơi đó. và khi kết quả nó đã trả về đúng giống như là cái nội dung chúng ta đã trả thưởng ở từng trò chơi đó, chúng ta sẽ được nhận tiền thưởng. Chỉ cần các chỉ cần các bạn trúng thưởng, tự động hệ thống sẽ xử lý và cũng như sẽ trả thưởng cho anh em. Đấy, rất là nhanh chóng ha. Chúng ta sẽ được nhận tiền thưởng ngay lập tức. Và như vậy là các bạn có thể uh, thoải mái mà chơi. Đấy. Một trong những trang web uy tín nhất hiện nay vipmonmon bảy vn Xin mời các bạn qua để mà cùng chơi với mình nhé. Cũng như là sẽ kiếm được thật thật là nhiều lúa từ trang web này. Xin chúc uh, các bạn thành công nha. Và hôm nay mình sẽ y chang cái lời hứa và cái lời nói mình sẽ BK Boss Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây mang với cái vị là GL thương thủ Một vị class mà rất nhiều anh em đang mong chờ và chờ đợi em ấy được bút sức mạnh lên Để vào nghinh chiến nè, có mặt tại những cái sự kiện BK, săn bot, đồ các kiểu Chào 500 anh em đang xem và đang coi tại cái kênh youtube của mình nha thì dạo thẳng vấn đề hôm nay mình được hai anh nè một anh đó là Sơm New Can và một anh đó là Su Su thì hai anh này đang có bt với mình và mình vào trong đây mình sẽ đi bơi ca cà khịa luôn nha nè đấy vào đây bơi ca cà khịa mà không biết quánh chết ai không chứ hầu như là người ta quánh chết mình không mà anh em hôm nay mình vào trong đây mình mang với là một cái hình hài ghi đưa lên máy lên một cái tầm cao mới nha thì hiện giờ uh, vô ghi á thì uh, các anh em biết là đồ nó rất là hiếm ít người chơi nên đồ nó khá là hiếm nha anh em đồng minh của mình ra em, em nào là lụm xu em lấy hết vậy ta ra em nào là lụm xu em lấy hết nha mình có được cái bút ghi phay nè anh em chọt nè anh em đấy, chọt dữ lắm chọt luôn nha mà không chết ai chứ anh em đấy, anh em ồ oh, chọt như đúng rồi anh em ạ à. chọn nè đó chả chết ai nha anh em không chết ai hết đó các anh em thấy không thấy gì chưa không chết ai hết mà mình cũng không chết luôn nha anh em đấy nó ngộ gì đó anh em ạ à. các anh em thấy không Right, cả, người, quánh người ta cũng không chết mà mình không chết luôn à. Thì đây là một cái con game là Lock 2 Có cái tên rất là đẹp đó là mu 2 Thì con game này nó ra rất là lâu rồi Vì uh, BKBot này thì mình đã có làm uh, cũng khá khá clip đó, anh em Từ ghi uh, phay nè, từ thương thủ đồ các kiểu Và hôm nay mình sẽ cho thương thủ vào trong đây Với cái diện mạo đó là rất là đẹp Đây Mình sẽ bung lên cho các anh em xem Một cái diện mạo rất là đẹp nha Đấy các anh em thấy gì chưa rất là đẹp, long linh lộng lẫy luôn, từ chi tiết luôn nha anh em. Mình sẽ ra ngoài cho các anh em xem nè. Đây. Ra ngoài cho các anh em xem. Đẹp chưa? Cực kỳ đẹp chưa? Mình sẽ tắt tin nhắn nha. Ờ, sẽ bật lên mình kiếm một cái không gian nào đó cho nó thoáng chút xíu cho các anh em thấy. Đây. Khi mà chúng ta bắt đầu chơi một cái con game và chuẩn bị lên cho em nó một cây đồ như gì thì trước tiên các anh em phải nghĩ tới lúa lúa các anh em nhiều các anh em mới có được cái xét độ như vậy vì hiện giờ đồ của người ta không có bán nhiều vì không có nhân vật chơi người ta không có sưu tầm xét hoặc là sưu tầm vũ khí nên bắt buộc các anh em phải là mua đây con mua bot mua học quà màu hường các kiểu rồi các anh em quăng ra quăng ra kiếm cái lượng đồ của mình cần thiết và kiếm được cái set đồ của mình cần dùng kiếm được cái vũ khí của mình thì nó là một cái vấn đề nan giải và hiện giờ á, thì mo người ta có bán nè khiên vũ khí không có bán viên và không bán set nên cái đó là một cái điều khấm viên thì các anh em có thể tự quay tự chế tự tạo được vì win chúng ta có thể đổi được nhất là cái con GL và con Dalot. Khi chúng ta không có cái nguyên chấm thống theo thì chúng ta có thể tự đổi qua mo và không tốn phí nha, chỉ đổi một lần duy nhất lần đầu nha, còn lần sau thì chúng ta sẽ bị tốn phí nha anh em. Và đi tiếp vấn đề là cái gian nan nhất là chúng ta kiếm được một set đồ kiếm được một set đồ nó đã gian nan rồi mà khi các anh em cộng đồ lên nó còn gian nan hơn nữa đấy như vậy là set nó mới có giá trị nha và set win thì đã dành cho những anh top những anh top thì người ta bỏ công sức ra bỏ tiền ra thì clip nào mình cũng đã có nói vì ở giai đoạn đầu là ở bên nhà phát hành game là cỡ như là mo server anh em thì người ta không bán xét và bán win những anh nào mà nói ừ uh, mo bán win hay là những cái uh, AD bán win cái đó là không có nha những người đó là giả mạo còn uh, những anh em mà truyền tay với nhau người ta chơi thì người ta sẽ có bán win đây mình uh, sẽ bung xa ra để cho các anh em thấy một cái lượng uh, bk tốt nhất có thể để mình review cho các anh em thì uh, tự giờ bên mình là đang ở đỏ lờm, người người nạp tái như vậy mới gọi là chắc chơi người chơi chứ không những anh em mà theo bên mình là đổ lên ngự hết chỉ có mình ơn mình là trong sáng thôi tại vì mình rất là trong sáng anh em ạ à. thì uh, hiện giờ anh em các anh em thấy nè người ta đang săn boss nha người ta xa đang săn những cái con chiến binh hoàng kim nha thì uh, bên tem mình không có săn boss mà tem mình đang chặn cổng và làm cho đẹp clip và cảm ơn tất cả anh em ở trong cái cây bt nha và cũng cảm ơn tất cả các anh chơi ở server uh, tam quốc này đã góp vui cho cái clip của mình và clip của mình thì chỉ chăm chú vào những cái việc mà bk ca săn thôi còn những thủ thuật cài hay là săn gen đó thì mình đã có chia sẻ rất là nhiều và quay lại vấn đề chính là các anh em truy tìm một cái set theo yêu cầu hiện giờ như ví dụ các anh em không phải chơi cái con um, rồi loại thương thủ này đi mà các anh em chơi một con nách quay thì các anh em cũng làm y chang cái bài của mình là có thể là mua đây con nè và có thể mua hộp quà màu hương hoặc là những cái bot ví dụ là bot ganh muốn mua một hai ba bốn năm gì đó thì các anh em có thể mua và cần thiết là quăng những hộp quà những hộp quà thì nó cho chúng ta ra tỷ lệ đồ rất là cao nên chúng ta có thể là nhờ vào đó để mà săn cái bộ đồ của mình vì như mình đề mua cho các anh em biết là đồ magic và đồ cung nữ là các anh em săn dễ nhất và cuối tháng này thì uh, và cung nữ người ta sẽ búp sức mạnh lên nên những anh em nào mà có đồ hai dây class đó thì đừng có nên mà phi shop hay là bán vội bán quang những cái món đồ nào mà nó có giá trị thì các anh em hãy chừa lại thì đó là một cái nguồn thu để cho các anh em kiếm vì cuối tháng này là người ta sẽ nâng cấp sức mạnh của Magit và cung nữ lên Trước màn hình của các anh em thì hôm nay cái clip của mình nó rất là đẹp trời quê hương vì sao vì nó không có đít liên tục vì hôm nay á mình like cái like kia nó đít mình liên tục anh em nó đít mình nó đít ga nó đít vô nó đít chưa từng được đít anh em hả và hôm nay thì cũng rất là may mắn luôn vì mình đã làm một cái clip nè có anh em vô ủng hộ rất là đông chơi rất là nhiệt tình và máu lửa kèm theo đó là những anh bờ gồ đã theo chân theo clip của mình ủng hộ cho một cái clip của mình cảm ơn một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em rất rất là nhiều luôn và quay lại vấn đề khi mà chúng ta kiếm được một set đồ thì nó cũng là cái bước ngoặt 50 vì sao 50 về chúng ta có thể mua vũ khí được mua ben được và chúng ta có một cái nguồn thu là không mua set được nhưng mà chúng ta có thể là mua hộp quà mua bot thì cái đó là chỉ mới có 50 và cái con đường 50 còn lại là sao 50 còn lại là chúng ta phải sàng lọc lại sách đồ như ví dụ là thương thủ các anh em cần là giảm sát thương 400 hoặc là né 400 mình không chơi phản nha thương thủ không chơi phản nha anh em thì chúng ta kiếm được 5 in một như vậy thì nó càng tốt hoặc là chúng ta lấy dòng chủ đạo như là giảm sát thương thì lấy 5 món có giảm sát thương còn những cái món kia như là HB uh, hay là 10% hoàn hảo gì đó thì chúng ta có thể là kèm theo dòng phụ còn nếu mà Y chang 111 luôn á thì uh, chúng ta tốn kém rất là nhiều dành cho những anh nào mà máu me thích máu me thì người ta sẽ săn lùng một cái set đồ cho bằng được theo yêu cầu của người ta vì những anh em thấy là ở server nói là không có bán xét mà tại sao xét đồ nhiều thế những xét đồ ngon thì y chang cái lời mình nói thì những anh em đó là mua lại truyền tay từ những anh em mà farm hoặc là quăng bot quăng hộp quà màu hường ra khi người ta kiếm nguồn thu đó là đề con chứ người ta không quan trọng đồ thì có những món đồ nào ngon thì người ta up lên chợ người ta bán còn ngay hỏi cờ lát của người ta thì người ta săn người ta mua lại điển hình như tất cả các anh em có thể vào trong nhóm của mình nhóm của mình là tam quốc chiến thì các anh em thấy không nhiều người đăng như ví dụ là những cái cặp găng tay rất là quýt ở trên đó hoặc là những cái món đồ rất là quýt trên đó thì chúng ta có thể là mua lại tích lại được một set Tích là được một xét xong rồi chúng ta có thể đập lên 50% đoạn đường còn lại đó là chúng ta phải đập ngọc chứ không từ 1 tới 6 thì nó rất là dễ hiện giờ giá ngọc nó cũng đang rất là sốt như ví dụ mình đi vào trong đây mình điển hình và mình đề mô cho tất cả các anh em biết là đi vào trong đây một cái viên ngọc như gì thì người ta bán với chỉ số là 450 mình không biết cái giá này nó có chuẩn hay không thì nhiều khi anh em có bán rẻ hơn như là 400 thì các anh em thử nghĩ coi mình lấy cái giá chuẩn đó là 400 một viên mà các anh em cộng lên tới 9 thì các anh em lấy là 400 nhân lên cho chính và đâu phải là các anh em đọc một phát một lên chính đâu nhiều khi lên tới 8 cái nó sạch đấy nhiều khi lên tới 7 cái nó sạch còn nhiều khi lên tới 6 nó cũng ướt quần bình thường anh em 6 nó cũng dẫn sạch bình thường nha cần thiết là các anh em kiếm những cái món đồ lúc cho mình điển hình là mình kiếm những cái gì đây như ví dụ nè người ta bán những cái món đồ nè đây như ví dụ nè các anh em lấy một cái dòng chủ đạo như cái dòng né đi xung lấy cái dòng né thì nó vô tác dụng xung phải lấy là giảm sát thương hoặc là phản thì mình đề mô như gì đây người ta có thêm một cái dòng lúc hoặc một cái dòng phụ trợ mình không thích cái này mình thích là né với bốn giảm sát thương thì mình cứ việc mình săn lùng hoài có được một set như gì thì chúng ta phải cộng lên chính đấy cái đó là cái con đường mà những anh em đã sở hữu được một cái set đồ đây mình ra lại chết này anh em chết thì mò ra lại chứ không có gì cho anh em ạ à. đấy ngoài đây người ta đang đánh lộn mà mầm mà, mà đi vô trong đó làm cái gì không biết thì mình vào trong đó mình giải thích luôn cho tất cả các anh em biết vì sao mà server có set đồ ngon set đồ web thì hiện tại người ta đang làm y chang những gì mình nói thì người ta sở hữu được một set đồ web thôi những anh em đó là người ta có tính toán có đầu tư khi mà có một món đồ như ví dụ một món đồ đó bán tầm khoảng 3k đi vẫn có bình thường anh em bán 3k để con nhưng mà người ta còn thiếu một món đó là đủ set thì người ta vẫn mua là 3k5 hoặc là 4k luôn đằng người ta gom về cho đủ set còn người ta gấp ngập lên từ từ đó đó là điển hình và demo cho các anh em biết luôn tại một cái server tam quốc hiện giờ server tam quốc nó đang cực kỳ nóng cực kỳ cháy ngay từ những giai đoạn là bắt đầu qua một ngày mới bắt đầu qua một ngày mới thì những anh em tranh nhau đua nhau từ cái liver từ cái bãi quái rất là náo nhiệt mình vô mình xin liver thôi mà khó lắm anh em à xin vừa mở miệng xin ít liver thôi thì chèm bẹp đi về quê liền khổ lắm anh em vừa mở miệng xin thôi là nó giả ngay vô trong miệng rồi hên là ngậm lại kẹp không ngậm lại là gớt hầm găng rồi anh em ạ à và hiện giờ thì mình không có gì hỗ trợ hết mình chỉ có một set đồ và một cặp vũ khí thôi không có nhẫn và dây chuyền nên mình không có bk được và vào trong đây thì mình clip này cả như là một cái điểm nhắn mình chưa review anh em clip sau thì mình sẽ review chi tiết tại vì mình chưa đủ một cái set đồ rồi mình sẽ review chi tiết cho các em nhìn ham và bắt mắt chơi thôi vì một cái con cờ lát là hiện giờ nó yếu nhất server và hầu như là không ai chơi tại server chỉ có nên mình chơi thôi nhưng mà mình vẫn mạnh dạng đầu tư đầu tư vào trong nó chơi theo cái đam mê của mình thôi anh em còn mình chơi mà theo đam mê của người khác thì không chơi làm gì như ví dụ các anh em thích một cái con đắt kinh đi nó đắt mà chơi gì đắt kinh farm chậm đồ đắt đỏ hay gì cái đó là không đúng anh em mình thích gì class nào mình chơi gì class đó là nó sẽ dễ nhất nhẹ lòng nhất tuy mà mình bỏ tiền vào đó mình đầu tư vào đó nhưng mà cái lòng của mình nó nhẹ khi mà các anh em bỏ tiền vào đó mà các anh em chơi theo ý thích của người ta là rất là nặng luôn đậu xanh thì chứ chơi, chơi mà nó cứ bình bình chọn và chọn lựa hoài chơi con này mà nó xuống con kia hoài thì nó rất là nặng nề anh em khi chơi gì nó rất là nặng nhiều anh em chơi không người ta không có nói luôn người ta không có úp luôn người ta không có ga dẻ gì hết nhưng mà người ta âm thầm người ta lên một cái đồ rất là khủng đảm bảo với các anh em luôn lên một cái đồ rất là khủng ngay tại cái thời điểm bây giờ thì nhiều anh em có đồ ngon lắm nhưng mà người ta không có cần bô bô ra đâu người ta không có nói ra hay là người ta không có xô lên người ta không không có phe mẻ lên như vậy thì người ta sẽ âm thầm chơi nó rất là dễ dàng còn nhiều khi mà anh em đăng lên các kiểu này kia thì một số anh em không biết thì người ta vào người ta soi mối ở ờ, đồ đó mua mới có chứ làm gì mà có được cái đó là không đúng anh em mình vào lại chợ cho các anh em xem là một lần nữa nha ở giai đoạn hiện tại ở giai đoạn đầu game mà muốn kiếm được một cái set đồ theo ý muốn của mình thì cực kỳ khó như ví dụ đi sum thì mình lấy hai dòng này cũng được nhưng mà hai dòng này nó cũng không có nói lên cái độ nguy hiểm chúng ta phải kiếm một set như ví dụ là giảm sát thương đối thủ và kèm theo đó là phản cái dòng né này mà chúng ta thêm vào đó là phản thì nó rất là có giá trị luôn và đặc biệt nó thêm cho mình là ba dòng socket kết hoặc là năm dòng socket kết nữa thì trên cả tuyệt vời ở giai đoạn này chúng ta kiếm được một cái set đồ ngon nó cực kỳ khó anh em nên mà các anh em thấy nè mình bấm tới cái trang chính rồi chỉ có được cái quần này là coi được thôi có cái quần đùi này là coi được được chút xíu thôi còn toàn bộ đồ ngon mà khi cho up lên là sẽ bị phỏng tay trên hết những anh em bờ gồ người ta sẽ vào người ta mua hết anh em chứ không có chừa lại đâu nên như vậy thì các anh em có được một cái nguồn thu khi mà các anh em cài nè các anh em kiếm gen uh, có thể là mua hộp màu hường hoặc là xiên đi săn bot thì chúng ta sẽ có những cái nguồn đôi con bất ngờ khi còn khi mà các anh em quăng đồ ra nó hơn nó được một cái món đồ ngon thôi các anh em kiếm hai ba k đôi con rất là nhẹ nhàng đấy đây các anh em thấy nè tự giờ anh em đang bê rất là mệt mài mà mình nhìn tới nhìn lui thì tôi chơi chỉ còn có hai mình hả à. một mình mình với cái anh là bóc mộ thê đậu xanh anh này chiên đi lấy cốt nè anh em chiên đi lấy cốt luôn đó nha nó hay sướng cho bóc mộ thê và cái anh này là anh đắt kinh nữa đậu xanh thiệt chứ thì cái clip bk gỉ phay thì mình đã có lấy bk gỉ phay rồi khi mà gỉ phay nó full bút rồi nó chả sợ bố con hàng nào hết còn khi mà nó không có bút rồi á, thì nó không có nói lên cái độ nguy hiểm của nó thì uh, chứng tỏ như là cái clip kỳ rồi của mình ở đầu trận anh em thấy không bk rất là nhiệt tình luôn gáy to ho càng lớn nữa còn uh, nếu chặn đỡ về sau rồi không dám ho anh em, ho nó đè xuống nó cạo gió một hồi coi như là tắt thở luôn anh em à, mình định cái clip này là mình sẽ review một cái set đồ nhưng mà mình không có đủ đồ anh em, anh em uh, có nghe tới đây mà còn không biết cái cách tìm đồ thì mình nói lại nha, các anh em có thể là nạp dây con, mua những hộp boss, còn các anh em kiếm gen cái đường danh nhất có thể hiện giờ là các anh em có thể là mua bê để phân giải ra là nhanh nhất có thể nghe những cái nào mà có điều kiện nha còn nếu mà cài á, thì các anh em phải có pc chứ cài bằng điện thoại thì các anh em không có nối lên cái được cái độ cài của các anh em đâu bằng điện thoại là chúng ta còn phải điện nè đi tới đi lui rồi nữa chứ không phải là treo 24 trên 24 được có pc các anh em mới cài được cái lượng gen mà các anh em mong muốn còn không có pc rồi các anh em cài nó rất là chua và game nó cũng khó nói lắm anh em nếu mà cái con game dễ chơi quá thì các anh em nó con game nó màu trắng nó mau bị nhạt server còn cái con game mà nó khó quá thì các anh em nói cái đường game nó khó cài khó chơi khi mà người ta đã ưu đãi cho các anh em là những cái vật phẩm bằng gen thì cái lượng gen các anh em cài ra nó phải có giá trị chứ khi mà các anh em một ngày mà kiếm 7 8 tỷ á, thì thôi đồ nó đâu có giá trị anh em giờ ở cho giờ đó trên shop thì nó bán đầy ra các anh em thích cái nào mua cái đấy hoặc không thích thì các anh em có thể free shop luôn nữa còn hiện giờ các anh em cài lâu lắm mới được 1 tỷ mình đảm bảo luôn lâu lâu anh em người ta chơi bc người ta cấm rất là nhiều còn một số anh em người ta vào cái cây bt người ta chiếm bãi nên mình đi đánh nhỏ lẻ thì mình farm ở cái mức độ nào thôi chứ không có phải là mình farm một ngày mà đợi 4-5 tỷ là không có nha farm bằng điện thoại là mình nói thật luôn là không có một ngày 4-5 tỷ đâu anh em À, tự giờ clip của mình á, thì nói hơi dài, hơi dài mà con cung đun nó chưa chết anh em ạ. À. À, video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Nhớ chọn cho mình một cây đồ vừa ý nha anh em.